5 điểm đánh giá của Toyota Cross 1.8V so với Seltos Premium. Động cơ 1.8 lít cho công suất lớn hơn và bền hơn so với động cơ 1.4 lít turbo trên Seltos. Sở hữu tính năng an toàn vượt trội nhất trong dòng Toyota với gói trang bị công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Chiều dài, chiều rộng lẫn trục cơ sở của xe đều lớn hơn so với Seltos nên không gian nội thất của xe rộng rãi hơn. Được trang bị camera 360 và nhỉnh hơn một túi khí, điều mà Seltos không có. Quan trọng hơn cả là đây này, chúng ta được sở hữu một logo mang thương hiệu Nhật Bản với tuổi đời gần 100 năm. Vậy nếu là bạn có sẵn sàng chi ra hơn 100 triệu để sở hữu chiếc Toyota Cross 1.8V thay vì chiếc Seltos hay không? Hãy comment xuống phía dưới nhé!